Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trên miền Tổ quốc. Qua đây em gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube của em ngày càng phát triển. Em cũng cảm ơn các bác đã có kinh nghiệm chơi audio, đã truyền đạt kinh nghiệm cho em để em được hiểu biết thêm. Và em cũng xin cảm ơn những lời góp ý chân thành cũng như là lời động viên của các bác ở trên kênh YouTube. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5, em tiếp tục giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Tích. Với model là CD P650. Chiếc đầu này được sản xuất năm 2015. Đấy. Chức năng của nó thì đọc đĩa CD. Đấy. Kết nối cổng USB, iPhone và iPod các bác nhé. Các tàu là có máy điện thoại iPhone thì cũng rất là phù hợp. Các bác chỉ cắm cái đường cắp sạc vào qua bên đây là các bác sử dụng được qua nghe nhạc rồi. Ở trước đầu này nó ra chất âm là 24 bit các bác nhé. Đấy, 24 bit. Đấy, các bác nghe qua YouTube hoặc là nghe qua các cái file nhạc của các bác rất là hay. Đấy, chỉ cần muốn cắm sạc đấy, nó phù hợp cho dùng cho iPhone là chủ yếu. Đấy, và đường USB đấy, rất là tiện lợi. Thì chiếc đầu này nó có size 43,5. Đấy, chiều cao của nó là 8 cm và chiều sâu của nó 28. Chiếc đầu này nặng là 4 kg các bác nhé. 4 kg. Trông nó mỏng manh nhưng mà rất là chắc chắn. Nó sử dụng mắt của Sanyo, rất dễ là thay thế, chỉ 250.000 thôi. Đấy. Cơ của nó rất là vững. Chống rung rất là tốt các bác ạ. Thì em xin quay cái phần chi tiết phần ngoại hình của em nó để cho các bác được chiêm ngưỡng. Thì hàng bãi về thì đây, các bác này có một cái vết sức nhẹ. Đấy, các bạn đấy, vết xước này. Đấy, và đây là phần cấn này. Đấy. Đấy, phần trên đây. Phần trên này thì cũng có bị chảy các nhé. Chảy, nó đen thì em để nguyên. Đây, những chấm trắng này là bị chảy sơn. Đấy, bắt đầu cần thì em chấm sơn vào cho nó đẹp ngay. Đấy, nhưng mà em cứ để nguyên. Chấm vào các bạn bảo mất gì. Em cứ để nguyên cái sơn gì nó em không sơn lại đâu. Chấm chấm vào thôi là đẹp. Máy thì không bị cấn móp gì, các bạn, không bị cấn móp gì cả. Em đã tháo lắp lưng sẵn rồi, để chút em mở phần nội thất để bác xem. Đấy. Đây, model của nó CDP650, điện 100V, công suất tiêu thụ nó 25W. Này cái gì đây, của Nhật Bản đây. Đấy, nhưng mà nó lại sản xuất dưới này sản xuất của China. Đấy, series máy của nó 5100145, để sản xuất năm 2015 các bác nhé. Đấy. Có đường cổng quang ra rồi là đường analog ra này cũng mạ vàng các bác nhé. Đây, con này là con này được sản xuất Việt Nam này, này Việt Nam 2015 rồi. Đấy, những dòng đời mới này, dòng Tích được sản xuất Trung Quốc, Việt Nam, Singapore, Mã Lai, nước này nước thứ ba Nhật Bản sản xuất nữa các bạn. Đấy. Để em mở phần nội thất để các bác xem. Đấy, nội thất kèm nó còn là mới tinh luôn các bác. Rất là mới luôn. Đấy. Mặt đọc xa lê ơi. Toàn bộ zin theo máy. Đây có lọc nguồn luôn. Đấy. Hai nguồn. Đúng thế ạ? Hai nguồn. Một cái nguồn nhỏ. Đấy. Chất âm ra 24 bit. Mới tinh luôn các bác ạ. Đấy. Rất là mới. Cơ thì vững chắc nha các bác nhé. Chống rung rất là tốt. Mới tinh luôn. Toàn bộ đây cũng là lọc nguồn hết các bác nhá, lọc điện đấy. Lọc. Thì để trước khi vào test cái phần mắt đọc cũng như là các chức năng hoạt động của em nó thì bắt đầu chưa đăng ký kênh. Thì em hoan hỉ đăng ký kênh giúp em. Đấy, và các bác đừng tiếc cho em xin một like để kênh ngày càng phát triển. Và các bác cập đăng ký kênh thì được thường xuyên được cập nhật những cái video của em mới lên, những hàng về, những sản phẩm em đang bán. Đấy. Và cũng như là có những món quà trên hàng tháng để cho các bác ủng hộ kênh của em. Đấy, và các bác yêu thương thì các bác hãy share kênh của em trên cá nhân Zalo Facebook của mình để cho nhiều anh em chơi audio trên miền Tổ quốc được biết đến. Đây là trước tiên em sẽ test cái phần cái đầu này. Đọc USB trước các bác nhé. Đấy.
tiếng đầu này có chế độ standby là khi dùng lâu mà không thấy dùng nữa thì tiếng đầu này nó sẽ tự động tắt nhé. Đây, cái USB. Thì khi chuyển đổi thì ở đây CD và USB đây, nó bắt chuyển đổi, ấn nút để chuyển đổi sang đấy, USB để đọc. Hiện thêm bài hát luôn các bác nhá. Chiều mùa xa, chiều vào thu tiễn em sao lạnh xa, lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa, đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói. Chất âm già suất già 24 bit rất là hay, chi tiết các bác nhé. Và sau đây em sẽ xin được tạm dừng và em test cổng của CD. Đấy, em chuyển sang CD không ạ, rút USB ra. Đấy. Đấy, nhận bài ngay các bạn. Thank you.
đọc rất là tốt các bác nhé. Thank you.
Em xin phép được dừng video test tại đây. Để trước tổng này em bán với giá là 2,5 triệu đồng bao phí ship toàn quốc. Bên em là không nhận ship COD các bác nhé, bác có chuyển đổi tiền thì em đã ship hàng đi cho các bác. Em xin giới thiệu, em ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 223269. Các bác có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc có thể Zalo cũng như là Facebook của em. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.